vỡ bàn này của cha. Trong khi ba yến giả huyền trò thiền chí bay thủ sắc cú đậu bay ở trong một tu quản. Mà cả cái làng này ai mà chẳng rõ, cái quan này nó bị chập mạch dở hơi. Ngày con này rất to, quả cái họ này có phúc. Nào dạ dạ, ông hòa con à, gọi con ở sang ngay khẩn cấp. Chúng bay tự do tự do.
Yeah.
Tôi đầu thất bạc như tôi, bà thề một nắng. Thôi, trời đã trưa, chúng hồn mẫu đi đăng ký, rồi về trình đàn, làm lễ cưới khấu chứ. Ta đi thôi nhà. Trên xuống dưới nghe tiếng hoa chuồn, anh chỉ làm quen kết duyên thì nở đúng vào giờ hoa. Nàng mê hồ quy đã trẻ gái trai mưu và dư lê với nhau rồi. Em xin đăng ký là người cùng nhau. Mọi người nghe nói hôm đó bà xin mời mọi người mau ra anh đó. Rất nhiều người văn vẻ thì lệ, mà sao giờ này không thấy bài biệt có ai? Dạ thưa quan, nay ngày lễ tân hôn chí phào thị nở, đông tội nghiệp cả hai đều nghèo, mồ côi cha mẹ chỉ có lâm hoa quả tươi, lâm lên táo tổ tiên, ấm trà thơm mời quan cùng dân làng tới chúc mừng cho họ. Quần đội cưới vợ giờ đã tới, xin bà cô dâu chú rể bước ra mẹ ca đường. Miếu Quốc Bạc năm 2016 trong đêm hôm nay vừa được đón xem với một tiểu phẩm hài Chí Phèo Cưới Vợ của đội văn nghệ thôn Tân Hòa rất là hay, rất tuyệt vời. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin được trân trọng kính mời. Xin được chân thành cảm ơn đội văn hóa văn nghệ thôn Tân Hòa đã cùng trở về trong đêm hôm nay dành tặng quý vị cũng như với một màn biểu diễn tiểu phẩm hài rất hay.
xin được thay mặt cho ban tổ chức, những người thực hiện chương trình trong đêm hôm nay xin được kính chúc đoàn có một sức khỏe dồi dào và tiếp tục cống hiến con đường nghệ thuật tiếp theo. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình của đêm giao lưu văn hóa văn nghệ trong buổi tối nay, ảnh viện áo cưới Thương Ngát cũng như ảnh viện áo cưới Thương Ngoan đã cùng trở về tài trợ cho âm thanh ánh sáng, ghi hình cũng như trang phục của các diễn viên của đoàn trong đêm hôm nay. Và giờ phút đây xin được gửi gắm kính mời trưởng ban tổ chức Thánh Quốc Vàng năm 2016 sẽ lên có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các vị thân quý khách trong làng trong xã cùng toàn thể bà con trong thôn, trong xóm cũng như trong thôn. Miếu Gốc Bàng, thôn Châu Tiến, xã Bình Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình là một quần thể văn hóa tâm linh Mỹ Ngọc, bảy miếu, ba chùa, hai đình đã có từ ngàn xưa, được xây dựng vào thế kỷ thứ 18, cách đây trên dưới 300 năm, trải qua những biến cố thăng trầm của lịch sử dân tộc và thời gian phong hóa, bản miếu đã xuống cấp trầm trọng. Thời gian qua, được sự quan tâm của đông đảo nhân dân trong xóm cũng như trong thôn, quý khách thập phương cùng con cháu xa gần thiện tâm công đức, người góp công, người góp của đã xây dựng lại ngôi miếu ba gian với tính cách trái bồ câu, kèo kẻ quang đèn theo cách cổ kính trên nền đất cũ.